Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh bị tố HD, chuyên gia hiến kế xử lý truyền thông sai lầm khi khóa Facebook. Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long cho rằng việc Hồng Đăng và Hoài Anh chọn cách im lặng khóa Facebook vào thời điểm nhạy cảm này là một quyết định sai lầm. Hơn một tuần kể từ scandal hai nghệ sĩ Việt bị tố HD thiếu nữ 17 tuổi tại Tây Ban Nha, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh, phản ánh mặt chìm về tư tưởng đạo đức của những người đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Mặc dù phía cảnh sát quốc tế chưa công bố danh tính cụ thể hai đối tượng, tuy nhiên, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng là hai cái tên bị nghi vấn nhiều nhất. Ngay lập tức, Đài truyền hình Việt Nam đã có động thái ngầm phong tác những chương trình, phim có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ này. Ngoài hứng chịu làn sóng tẩy chay từ dư luận, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, nếu cơ quan chức năng kết luận đúng sai phạm thì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ bị xem xét mức độ vi phạm theo luật viên chức hoặc lãnh đạo học viện sẽ xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xử lý trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại diện nhà hát kịch Hà Nội, nơi Hồng Đăng đang công tác cho biết nam diễn viên sẽ chịu hình thức kỷ luật do tự ý công tác nước ngoài không xin phép. Tạm gác câu chuyện pháp lý, khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề truyền thông trong drama. Nếu như Hồng Đăng lẫn Hồ Hoài Anh đều chọn cách im lặng khóa Facebook thì những người ngoài cuộc lại thay nhau lên tiếng. Chị gái Lưu Hương Giang khẳng định chắc nịch, em rể mình là nghệ sĩ chân chính, không bao giờ làm những chuyện đồi bại. Chẳng những không phê phán, một số đồng nghiệp như Kiều Thanh, Kim Oanh còn cho rằng việc đàn ông mây mưa bên ngoài là điều hết sức bình thường, thách thức cộng đồng mạng khi bị phản bác ý kiến. Dưới góc độ của chuyên gia trong lĩnh vực xử lý truyền thông, mới đây, ông Nguyễn Ngọc Long đã đưa ra những đánh giá đa chiều. Anh cho biết, việc giới nghệ sĩ hùa nhau bên vực Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là nhân tố khiến vụ việc càng thêm ồn ào. Bên cạnh đó, hai nam chính chọn cách im lặng thay vì lên tiếng là một quyết định sai lầm, thiếu khôn ngoan. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cũng hiến kế nhằm hạn chế những rủi ro giữa tâm bão. Nguyên chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Ngọc Long, đến nay sự việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có thực sự HD trẻ vị thành niên hay không, có thỏa thuận mua dâm hay không, có làm tình tập thể hay không, có ép nạn nhân, nếu có nạn nhân, thuộc rửa để phi tang chứng cứ hay không, vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng những suy đoán ấy lại đang gây ra rất nhiều hệ lụy có thật, bắt nguồn từ việc người trong cuộc lúng túng khi xử lý khủng hoảng truyền thông và theo phản ứng dây chuyền, những hệ lụy đó lại quay ngược trở lại giúp dư luận củng cố vào những điều họ đang suy luận và thực ra là đang rất muốn tin vào. Một, VTV thông báo ngưng phát sóng, phát lại những sản phẩm có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ thay đổi khách mời trong một game show. Hai, Học viện Âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện nói nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài không xin phép, một lỗi không liên quan nhưng sẽ được truy ra là thằng này có tội HD rồi. Ba, Bộ Văn hóa, Bộ Ngoại giao đều lên tiếng, lúc đầu rằng các nghệ sĩ đã có luật sư, đã xúc tiến việc bảo hộ công dân, về sau họ có thêm vào rằng hiện tòa chưa xử, nhưng đó là thời điểm về sau, mới đây. Phân tích như vậy để các em thấy rằng hai nghệ sĩ này đã đánh mất cơ hội khoanh vùng đám cháy từ những phút đầu tiên. Nếu xử lý tốt, mọi thứ sẽ được đặt đúng vị trí là có cáo buộc và bị điều tra. Thông điệp tốt nhất mà Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng nên đưa ra phải là chúng tôi có đang vướng vào một sự việc ABC, chúng tôi có bị cảnh sát giữ lại, bị giữ passport và bị điều tra. Chúng tôi bị tố là XYZ và chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ danh dự của bản thân cũng như tin tưởng vào sự công minh của pháp luật Tây Ban Nha, kiểu vậy. Tức là phải nhấn mạnh vào việc bị tố cáo như thế và mạnh mẽ phản đối. Câu hỏi đặt ra làm sao hai nghệ sĩ có thể khoanh vùng, họ phải chủ động trở thành nguồn tin, đặc biệt trong sự việc mà hầu như không một báo nào có thể khai thác thông tin vì nó xảy ra ở tận trời Tây. Thay vì như thế, cả hai chọn cách im lặng và khóa Facebook giống như một lời tuyên bố, thôi chúng tao đi lánh nạn, đó là một pha tự hủy rất ố dề. Tiếp theo, không khó để các em nhận thấy đồng đội có thể vì sợ trách nhiệm hoặc cũng đang quá rối ren nên cũng có phần đẩy sự việc đi xa thêm một bước. Câu chuyện này quả là đáng tiếc vì những bước căn bản nhất khi xử lý khủng hoảng truyền thông đã bị bỏ qua, đó là lập tức lập tên xử lý, chỉ định người có thẩm quyền phát ngôn và thông báo tình hình chính xác đến tất cả các bên có liên quan. Thí dụ nhân viên, cây này là ekip, khách hàng, cây này là công chúng, đối tác, cây này là VTV, là nhạc viện và gia đình, cây này là vợ, chị vợ, bố mẹ đều xung lên phát biểu. Nói chung, chuyện đồn thổi về những phi vụ, ăn chơi trác táng, bay lắc trong showbiz là một sự thật hiển nhiên, thậm chí có phần công khai trong nội bộ. Nhưng đây là lần đầu tiên một sự việc kiểu này bị mang ra công chúng. Rồi thêm yếu tố nước ngoài thì nó thành drama lớn vậy thôi. Nhưng có thực tế khác là hai nghệ sĩ đã có một pha tự hủy tài tình. Tất nhiên, nhờ cả sự góp sức rất lớn từ mấy con nghệ sĩ đang bôm mồm lên ủng hộ